Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm cực kỳ hot, đó chính là kem chống nắng Ohui Day Safe Perfect Sun Black 50ml. Ohui là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu của Hàn Quốc, trực thuộc tập đoàn mỹ phẩm LG Household and Healthcare. Thương hiệu này có nhiều dòng sản phẩm trang điểm, chăm sóc da chuyên sâu dành cho cả nam và nữ. Tại Hàn Quốc, Ohui thuộc hàng mỹ phẩm cao cấp và đắt đỏ. Các sản phẩm của Ohui đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Ngay ở Việt Nam, Ohui rất được các chị em tin dùng và nhờ đó hãng đã không ngừng phát triển. Hiện tại, hệ thống cửa hàng của Ohui đã trải dài từ Bắc chí Nam như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cần Thơ. Với vẻ ngoài và thiết kế kiêu sa, lấy cảm hứng từ sự sang trọng của giới quý tộc cùng với chất lượng vượt trội, Ohui luôn thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn và khơi dậy khao khát sở hữu. Thiết kế của kem chống nắng Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+ PA++++ bao bì bên ngoài sang trọng, bắt mắt, chủ đạo tông màu vàng trắng tạo nên sự hài hòa cần thiết, chữ đen nổi bật, dễ nhìn với đầy đủ các thông tin bên ngoài, sản phẩm dạng chai lấy kem dễ dàng. Công dụng của kem chống nắng Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+ được nghiên cứu kỹ lưỡng và sản xuất theo công nghệ hiện đại với tác dụng chống nắng, dưỡng ẩm cho da và đặc biệt là cải thiện nếp nhăn trên khuôn mặt khá hiệu quả. Kem chống nắng Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+ có hiệu quả chống lại các tác hại của các tia từ ngoại từ ánh nắng mặt trời, vừa có thể sử dụng làm kem lót trang điểm rất tiện dụng. Kem chống nắng Ohui thẩm thấu nhanh sau khi thoa lên da, không gây dính bết và làm bí da, không tạo nên những vệt trắng sáng hơn tông màu da gốc. Thành phần nổi bật của kem chống nắng Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+, chrysanthemum, độc quyền bởi Ohui, tương tự như vitamin D dưới dạng phân tử, bổ sung sức mạnh cho da chống lại các tia tử ngoại độc hại. Vitamin B5 giúp làn da dịu với ánh nắng gay gắt, không bị ửng đỏ. Với chỉ số SPF 50+ PA++++ có thể bảo vệ tốt cho da dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, đặc biệt là với khí hậu của các nước châu Á. Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+ PA++++ được đánh giá cao với công thức cải tiến và chức năng 2-in-1 của mình, vừa thay thế kem lót trang điểm, vừa bảo vệ làn da. Đây là ưu điểm mà không phải loại kem chống nắng nào cũng có. Day Serum nghĩa là lá chắn bảo vệ, nâng cấp trong công thức của dòng Perfect Sun. Khi bạn sử dụng, sẽ tạo ra một lớp mỏng bảo vệ làn da bạn trước ánh nắng mặt trời. Đồng thời, nếu bạn sử dụng các mỹ phẩm dưỡng da thì lớp màng mỏng này khóa các chất dưỡng ẩm ở lại bên trong. Đây là điều mà chưa có loại kem chống nắng nào làm được. Hướng dẫn sử dụng kem chống nắng Ohui Day Serum Perfect Sun Black SPF 50+ PA++++. Lượng dùng khoảng 1 đồng xu cho mặt, khoảng 2 đồng xu cho mặt và cổ. Hãy chỉ dùng vừa đủ vì nếu bạn quá lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng da bội thực, dẫn đến sự kích ứng không đáng có. Liệu trình chống nắng là bước cuối cùng của chu trình dưỡng da mỗi sáng và là bước đầu tiên của chu trình trang điểm. Thời điểm sử dụng trước 15 đến 20 phút trước khi ra ngoài để da hấp thụ tốt nhất. Với một SPF bằng 15 đến 20 phút, Ohui Day Serum Perfect Sun Black đủ để cho bạn sử dụng một lần cả một ngày dài hoạt động. Cuối cùng, kiên quyết tẩy trang vào cuối ngày để loại bỏ hoàn toàn kem chống nắng cho da sạch. Sản phẩm không chỉ nhận được các phản hồi tốt tại Hàn Quốc mà ở Việt Nam, nhiều blogger đã có phản hồi rất tích cực cho dòng sản phẩm chống nắng này của Ohui. Ưu điểm: thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, kem dễ tán đều, lớp finish mút và bóng như các cô gái Hàn Quốc, khả năng chống nắng tốt, có tác dụng dưỡng ẩm cho da, có thể sử dụng làm lớp kem lót, phù hợp cho da khô và da thường. Nhược điểm: khả năng chống nước bình thường, công dụng kiềm dầu trung bình, giá chát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho chúng mình nhé.